shopactivity.com, shop chuyên bán ác liên quân, free fire vòng quay cực chất. Đẩy ra này, đẩy ra, Really? Trời ơi, ai đứng bắn kem này? Cho! Không được, mà hai cái không được. Ui, trời ơi! Chết rồi, chết ngay. Nóc một, hai con. Để tôi ông quấy, để tôi. Ai đây? Ok, chữ đi. Hay quá, thôi tôi ngay đầu không? Trời ơi. Không biết. Chưa tại đâu mọi người, chưa đủ điểm. Mừng vậy thôi, chưa tên điện thoại đâu. Ui 52 điểm. Ui đặt con keo kìa. Ui dính một viên. Chết. Hay quá, trời ơi, lên điện thoại rồi. Hay quá, bẫy cực kỳ nguy hiểm luôn. Hỏi thật phải như thế. Xe 198 điểm. Xe ăn cây nữa chưa? Yeah. Xe 198 điểm. Ở trận này cậu muốn adup điếc gì không? Adup điếc á. Ok luôn, cầm adup với lại MB40 thôi. Đó. Ok. Hai cái khẩu leo tranh trận chiến cuối cùng. Nhưng mà tranh thì chẳng ai giết người ra thì lấy thôi chứ đừng đừng kiếm thịt. Đúng rồi, phải mình phải bắn bình thường, đúng rồi. À, bình thường cứ có thì lụm. Qua thính có thì lụm, không có thì thôi. Đó. Trời ơi. Thôi mọi người nhá. Này lên điện thoại là ngon. Úi giời. Nếu mà mùa này lên thoại chắc là mùa đầu tiên mình lên thoại sớm. Bình thường là toàn cuối mùa mới lên cơ. Cơ bản là bây giờ nó cộng nhiều điểm, thật sự nó cộng nhiều. Nhưng mà 40 vẫn được cộng hai mấy là nhiều chứ. Ngày xưa thì cộng ít lắm. Xưa cộng thấp cực. Thôi sao bắp này là mệt này con. Do mình bắn cẩn thận đấy, cho nên càng thì mình càng ít gãy đi. Ok, map này nè. Ôi ôi. Nó là căng hơn. Let's go. To. Cái map này là to. Ta phải nghiêm túc. Cứ bình thường. Nè, xuống như gãy bốn mấy điểm nè. Bay cầu. Cậu ơi, cậu nói mất cả điểm quá. Sao? Bình thường, cứ bình thường. Thôi nói chung là lên không lên được thì không mai lên. Ừ. Khó cả. Đúng rồi, còn nhiều thời gian mà. Map này có 34 á. Này. Từ rõ thiệt sự luôn á, ai kêu tung vào thử sao. Mày chưa phát nào cơ. Ai chù à? Bắn vậy. Chưa đánh, chưa đấy. Pháp vận. Trận chiến cuối cùng ở bên không sợ ai quá luôn. Không có ai luôn. Bảo là nhiều kêu cũng bốn lắm rồi đấy. Trận này đúng rồi, chắc chắn là cũng có ai cũng sắp lên rồi đấy. Đâu, cho nên cũng bắn cẩn thận đó. Trận này kêu ông sắp lên điện thoại lắm á, không ít đâu. Nhìn là biết không dám nhảy khu vực to là chỉ có bọn mình thôi. Dân chơi thứ thiệt, chỉ có mình dân chơi mình nhảy ở đây. Mình dân chơi đấy. Thôi còn gáy nữa lại. gáy gáy nữa rồi. Bắn không lại nằm. Cái lúc đấy mà bố lô mà đặt gọi là bóp keo muộn tí thôi, phong lựu nó bay đến nó đung. Đúng rồi, thấy phong lựu phải né chạy liền. Mày tí nữa học là bố lô mới chỉ tập 3 thôi. Xong rồi ăn mấy chục điểm âm. Vừa ra nếu mà không thì vẫn cộng, nhưng mà cộng một trận rồi chứ không được điểm. Tính ra trận rồi mà mình không được top 1 thì tôi nghĩ là trận này hai đứa sẽ lên đều nhau đấy. Đúng rồi, cộng ít á. Điều cộng 23 luôn, trận này cậu lên chắc luôn nếu mà top 1. Đúng rồi, lên chắc luôn. Mà nếu mà mất một trận, trận vừa rồi chỉ được cộng tầm 20 điểm thôi thì auto trận sau tôi cậu lên cũng. Hai cái là được 3 trận, quên được 3 trận. 3 trận. Trận này là trận nữa. Bởi vì nếu mất trận vừa rồi cậu được top 1 đấy thì cậu sẽ còn vào. Bị thiếu khoảng 2 này cộng 40. Có rồi, có MB rồi. Giáp 2 đây nè. 2 với lại ba lô 2. 2 luôn rồi. Mạng lag á. Thì cái này mạng bình thường mà mọi người. Đấy hơn là pin ổn đấy, pin mà giật lên tới 200 mấy, 400 mấy thôi. Khó mà lên thì hỏi đâu. Phong độ ổn đi. Đấy, chắc là xong anh kia này anh đã hiểu thấu đúng không? Hiểu thấu quá. Đã nghe được. Nghe được tiếng
bắt cầu những đứa con leo đỉnh mặt tất cả mãi mãi củ cải đã thì coi tao giáp phải không tao bay là tao đi không không có ai nhảy đây luôn á đấy một người bắn tay luôn game bắn cái thằng đó thế không tám người ra đi rồi chắc là chúng ta là nơi nguy hiểm nhất là tám nhất là cứ thi nhau nhảy khu an toàn nhảy mấy cái khu mà đây là giáp ba này đây nè có thì cậu lên đi lên tốc độ đi bắt mày cần tốc độ lắm cứ mình đi cứ đi từ từ ai giật mình ai da giật mình ui giật cả mình tính quăng luôn bắn à bắn mẹ tôi mà ngon à bắn đi đi bắn đi bắn tôi được không ai da bắn được kìa từ thôi ăn cái giáp này thôi mà được rồi từ từ cứ bình tĩnh ok đi đấy luôn có ra đâu tôi vừa thấy có ông nhà vàng đôi có máu không có máu cơ ấy bảy binh ấy á ui nè ấy à đi bắt rồi đấy ai cũng ngồi thủ mà không nó chắn nó làm gì đậu xanh nhảy những cái khu VBS kia mà bắn tạt lên không gì hot không có gì hết phải từ trong nhà bắn ra không gì á đây mất đồ rồi chứng tỏ là nhiều người cũng nhảy chỗ này quá ha nhảy dưới nhảy dưới nên là không dám nhảy trên nhưng mà nhảy dưới là một điều rất hiển nhiên với Mew. Khoan ấp giáp dưới này vẫn còn ấp giáp dưới này vậy là chứng tỏ đồ này vẫn còn hay sao vẫn còn chưa ai làm mắp thôi tôi nghĩ bởi vì bắt đầu để đây cái nhà vàng dài vừa nãy có ông chạy này tôi vứt thêm máu này thêm máu không? Máu từ từ khoan bắn kìa đi okay. đi qua từ từ đi đây đây có gì nổ rồi đang kìa đi dưới nhà ra cửa tấm mìn cậu ok giờ có mìn đúng không hãy bắn nhau cong nhau kìa đi từ lông mồi tao vàng đồ hồng mặc bộ rốc cơ nhá căng đó cứ từ thôi đây bắn nhau trên kìa đây bắn nhau cầu thang đi dưới nhà hình như bên ngoài nhảy ra nè nóc một lia hình như trên kia vẫn còn trên kia lia giùm rồi trên kia còn trên kia lia giùm có lựu đạn không có một cái lựu đạn giáp bốn nha giáp bốn ở đây nha cậu ném bom kem ây á ui tôi ném bom kiểu gì đây dính tôi luôn ấy nó cái chân nó kìa okay. Ok tôi thấy hai rồi thấy hai nhá ấy có người bên ngoài này ok ôi nhảy vào được kìa nhảy ra nhảy ra giáp bốn ở đây nè ôi nhảy xuống đây ấy da nhảy xuống nè còn trên còn trên đấy à bắn kìa okay. Nào xuống cứu đồng đội kìa trời ơi cơ hội nhờ tự nhiên mình đang bắn nhau đâu nhảy xuống tôi đâu vào đi cơ hội hả sợ quá hờ giáp bốn trong đó đó bắn thì sợ quá à. Trời ơi bắn từ lên thôi đi lên hai người cùng lên là không bắn được ok kìa hai người kìa đứng kìa chơi hử này thì chơi hử gờ đâu ra hợp lý học cả đớp nha hên đấy hay là mày mày đấy không có a đớp đấy được rồi xong là không là xong rồi bố biết bố biết gì chỗ này tôi chưa dùng hiệu hay sao có ra đi tính ra là không có đạn tú liên luôn á 108 viên này có 29 viên này ui mình có ai đặc sở đó nè trên này có không đây có rồi trên này có nè ấy còn có gì nữa không vậy sao toàn là đạn súng trường quá trời vậy thôi á nhiều đạn đấy 400 viên rồi 400 300 mấy viên, 400 mấy viên rồi. Trời ơi. Con cao ta. Bốn cậu kêu con nó cao. Có 6 quả rồi. Đây cũng có xác nè. Đây lại đạn có bắn nhau quanh đây từ lưa luôn. Mình chỉ cần đổ một tiếng súng thôi là bắn nhau từ lưa luôn. Đây đặt mìn đã. Có chảo không nhỉ? Mình đây có chảo ta. Chảo á. Có đây này. Đặt mìn đây nè, đố vào được. Tí nữa dẫn vào đấy. Tí nữa cũng có người dẫn vào à. Bây giờ mình lên lấy cái giáp đi kiếm giáp hình như trong này không có ai trong radar quét không có ai hết
áo giáp kia xong xuống trường học, thằng nào chơi dưới chả có. Thôi thôi thôi, xa lắm, xa lắm. Mình cứ đi lên đường này đi, lên cánh đồng luôn. Xa mất công. Thiếu máu á. Thiếu gì không? Có thêm máu ta đúng không? Máu có nhiêu bình rồi? 5 bình. Ờ 5 bình, đủ tu 6 bình. Theo đủ cho mọi người không cần nhiều đâu. Đủ. Không hết máu rồi. Vừa đấy nhặt 19 bình cuối cùng bơm được 3 bình à? Ừ. Ui trận này là đạn tiêu liên hình như là hiếm lắm á. Hiếm lắm cơ. Mình kỹ cấp giáp kìa. Ba lô ba này có ba lô ba rồi đúng không? Ok. Đây thiếu đạn, thiếu đạn tiêu liên nói nha. 200 viên rồi. Ơi ơ, giáp giáp máy rồi, giáp máy rồi. Sắp nổ. Nổ gì nổ như bị mẹ miếng đúng không? Mẹ miếng gấp đi. Cậu giáp nổ trắng à? Không, giáp nổ đầy cây thôi. Vàng đầy cây. Ờ up đi, up đi. Hồi nãy bên kia có giáp 4 mà. Giáp nổ hay giáp 4? Ok. Ok. Đấy, bây giờ có bơm keo tự tin hơn nè. Trận này chính là trận này nếu mà nói về người chơi tụt thì trận này tụt nhanh hơn. Nhanh hơn trận trước luôn á. 20 người. Tính ra vừa nãy mà bắn nhau có bát xong chỉ mất tầm 10 người thôi. Trận này chỉ còn lại có 18 á. Đi, đi qua cái thính coi thử. Xem có cái gì đây, ấp giáp bị mất rồi. Red John nè, Red John nổ chắc chắn có người bên đó đó. Ok ok. Chắc luôn á. Trời đồ này hơi ổn đấy. Đi, xuống mấy cái khu nhà này. Không có đâu, không không không, qua đây. Giờ qua thính, thính có cái gì không? Trong nhà có một cái máy máy đồ đèn bo, máy màu xanh. Chuẩn bị đèn bo luôn này, đèn bo luôn này. Chạy luôn bo sau đi. Rồi sao ui vãi các bo trên kia khó thế. Cái khu kia là cái khu khó đó. Ui cái khu trượt tuyết. Không, trên bây giờ bắn nhau mệt lắm. Thôi bây giờ để tôi ăn tôi nhìn bo sau nữa xem. Ở đây có người trên xe, ngồi núp nè. Xe xe xe. Tôi có ai đớp vậy? Tôi cầm ai đớp kìa. No 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 no. Ok, đây đây để tôi đẩy qua, đi đi. Đẩy qua luôn ra. Ui hay quá. Ui. Bắn bạn tôi hử? Vãi cả hai người ngồi trên xe nằm luôn á. Trời ơi. Nằm trên xe lâu ranh. Chắc đang cao rồi. Ờ chắc rồi. Ờ đấy. Các bạn tôi đang bắn giảm thanh nữa. Nấp cũng không hiệu quả đâu, mình phải chết này nọ chứ. À, ngồi trong đó. Xong rồi ra. Bên đây này. Có sao bên đây này? Ui có sao khu trượt tuyết cậu ơi. Cá ủi vãi cá. Mình vào nhà được không? Xấu vãi, khu bị đĩa xấu vãi trời ơi. Khu đó vào nhà được mà đúng không? Có cái nhà gì đó. Đấy, trận này tôi sẽ cầm adup tôi vãi adup này. Bơm keo hai trái đây. Ờ, nhặt đi. Thiếu cái gì nữa ta? Giờ giảm thanh luôn này, ui ngon quá. Tôi thiếu mũ vàng. Đây một hai ngoài gì nữa. Thiếu cái gì nhờ? Thôi hình như thiếu máu quá cơ. Máu 6 bình nè. Đi đi, đi về đi. Bo khu sau luôn. Ok, xem thử còn cái gì nữa. À, đi chợ này hơi ẩm. Ê, đúng máu máu từ 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 lấy máu đã có 4 bình. Ok rồi, lấy thêm đi. Chú vẫn còn gì. Để tôi check cho. Nào vào đi, tôi đứng gần này. Ok, máu đây, máu đây có bao nhiêu bình máu đây? 5 bình, 5 bình. Ok, 5 thêm bình. Để nhặt đưa cho 3 bình này. Chưa chắc rồi, bây giờ mình sẽ ngồi đi đợi Bulu đi. Không phải chơi chắc chứ, trời ơi. Tôi cầm adup đấy, trời ơi, điều đặc biệt. Thiếu một người là giảm 50% để thắng. Đây, có mấy quét đi quạng hợp lý quá. Ui, có người, có hai người, người trên chòi, hai người trên chòi đấy. Thế bây giờ mình đi nào đây? Bây giờ mình đi như nào? Tự như nào á? Khoan, từ từ. Đợi hai, đợi bo tiếp theo được không? Không. Hay là mình phải lên? Được. Bây giờ đợi bo vào đi, bởi bo vòng xanh tiếp theo nó gần mình. Ok. Không, gần mình hay là mình trong bo, nếu mà vậy là khó lắm á. Không, mình ngoài bo. Mình ngoài bo. Ừ. Thì không, bây giờ vào ui, bo. Có người sau lưng kìa. Ủa, không phải. Bây giờ sao? Okay. Lên hay là không lên? Bây giờ chơi thẳng vô. Ok, chơi thẳng vào cái nhà luôn đúng không? Ok, okay. Bây giờ vào máy quét nó qua đây rồi mà. Mình biết là trước mặt mình không có ai okay, cả. Ok, vào mấy cái nhà nhỏ. Ok, ok. Không có ai, vào cái máy quét đi. Vừa nó ra kìa. Không bắn. Tôi được cả mã đúp. Nào, nè, thôi mình lên thì rồi. Cho anh nhìn thấy. Gọi thính luôn kìa. Gọi thính luôn. Chị lớn nhỉ. Trong này có ai không? Cậu mong là không có ai. Đây mình vào khu vàng này đẹp này, vàng này giữa luôn này. Cái nhà mình cái nhà vàng đỏ đỏ. Vào cái radar này mất tiêu rồi. Ok mình ngồi đây đi. Ok vàng đỏ này giữa bo nhá. B
13 người chơi nữa. Mà mình và nhà đỏ giữ bo thì lại có cái thiệt đó là bị vây, bởi vì bo cuối người ta dồn bắn nhau, muốn mà bắn nhau ị xèo luôn. Mà phải nhìn hết xung quanh, chết hết. Đấy đấy mình trông. Ui. Không mình tôi nghĩ sang nhà đỏ nó ngồi này, nhà đỏ ngồi ngon hơn này. Nhà đỏ ngồi nhìn được nhiều thứ hơn này. Nhìn được cả team chạy bo luôn. Bởi vì trước mặt mình xác định có hai người rồi. Ở đây ạ. Mấy phía sau thì ở nhà đỏ này đẹp mà. Được, đứng trên ghế bắn a đập nè. Hay hay có thích ra ngoài, đứng trên đồi hay lên đồi? Thôi lên đồi khó lắm, đừng. Thế ở đây đúng không? Ngồi đây đi, ngồi đây đi. Trên đồi có người móc sau lưng đấy. Trong nhà tôi sợ trong nhà hẹp, không bắn đút được thôi. Ai đút không cần không thể rộng cơ. Tù bắn được hết. Ok, thế cậu check vào đây, tôi check vào. Tôi đi check một cái tuổi đấy. Nhìn tôi định gọi cho. Bởi vì bo chưa thu mà. Đấy, khó lắm, cùng những cái góc nhìn này khó hết. Quan trọng là không biết bo sau về đâu cơ. Bo sau ấy, chọn là bo sau. Không biết bên đây có cái máy nào, người ta nhớ nhớ trong nhà này có máy, có người chạy bên này. Tôi thấy rồi. Bên này. Dính một viên. Một viên thương 300 á. Nói chung là không. Ê, có hai người để đấy này. Thấy không? Ui chết luôn kìa, chết luôn kìa, bị ai giết chết rồi. 285W có một team, ừ, có đúng một rồi, người đang có một team kìa. Ở đấy tôi thấy như vậy, làm sao tôi đứng lên đây? Tôi thấy đứng okay. Đấy tôi, đứng đấy tôi. Đó. Ok. Không, chạy rồi, chạy đi người. Ok. Thấy người phải là đứng dựng với nhau luôn. Kìa kìa, ngồi đứng kìa, ngồi. Ngồi đi, ngồi. Ok, ngồi đi. Ok. Nóc chết hai viên luôn. Ôi ơi ấy cover ở như thế phải hiểu với nhau thế đồng đội nhỉ. Thôi ơi ngồi xuống đồng đội lên đứng phát bay đầu ngay trong nhà này đẹp vãi trưởng ấy. Hồi nãy lúc mà tôi nhảy lên là tôi thấy tôi bắn không được thôi. Ê có người bắn kìa. Ê có tiếng giảm thanh ờ có gốc cây, hai người gốc cây luôn. Ngồi đi quanh ngồi đây. Okay. Ngồi đây nè mà công nhận ngồi cao thật. Ngồi chỗ này là không sợ bị bắn đâu. Hai phía ngồi đây mới được. Ok đây. Nóc một nè. Đấy. Để tôi check đằng sau cho. Ui vãi đặt con keo cứu được. Còn một viên cuối cùng là ly luôn á. Cày thế. Từ vãi cho sao. Bo về chỗ mình rồi, quá đẹp rồi cậu. Đúng đẹp quá. Để đẹp lại. Sao cho từ rồi tôi đục con keo cho. Lấy chút đục con keo cho. Nó đặt con keo à. Cứ nóc rồi, nóc rồi xong rồi đặt con keo tôi phá rồi. Ôi, SW này, SW này. Ở tôi giấu đây. Hay rồi. Xong. Hay quá, còn mình gốc cây hai đứa bên này đặt con keo nè, thấy 285 thấy chưa? Hai gốc cây. Ok. Hai chân hai đứa luôn. 285 đồng lắm cậu. Vẫn đồng, chưa hết được. Ừ. 9 người. Cái này mình phải ke bên hướng này nè. Ke bên hướng 285 chuẩn bị cứ có người chạy. Hai ông này không nhầm đâu, hai ông này bình thường à, hai ông này phải chết bo rồi. Còn bây giờ kiếm mấy ông đang trong bo ấy, chắc đang trong bo nó ngồi đâu đấy thôi. Cứ ít từ trên máy bay hỏng có kìa. Công nhận cái góc này khó bắn thật luôn, khó quan sát thiệt. Trời ơi khó. Cái nhà hơi bé. Sang nhà vàng không? Không, từ. À, chết. Không. Bò, không. Mình trong bo mà, bò kìa. À, tôi thấy rồi. Hai người luôn không phải một đâu. Một giây, cam đi. Có người chạy vào hay sao vậy? Có người chạy vào. Chết rồi, ông chết rồi, chết rồi. Có người chạy vào, có người chạy vào. Ok, nhà đỏ. Tôi thấy rồi, Còn ném bom xa cậu ơi. Có người vào, nó vào kìa. Nó vào kìa. Bây giờ đủ đạn. Từ, tôi vào nhà. Vào đi, bơm máu đi. Đây, tôi bắn máu cho. Đông nhá. Ok, chuẩn bị đẩy vào, tôi thấy đẩy vào rồi. nhảy qua đi. Này thì vào rồi hả? Con này. Ok, cốc này tôi được. Ok, không sao cả. Hơi đông. Hồi nãy chứ trúng cái lựu đạn hơi. Chúng mình có người đánh lựu đạn. Quả lựu đạn thứ hai, bolo sao đây? Hay rồi. Ok, hợp lý. Phóng lựu kìa, chết rồi kìa, chết lựu đạn, chết phóng lựu hai rồi kìa. Cái này không có lựu, không có ông keo. Đẩy sang này, có tính chất. Ok, hay rồi. Bên này hướng này nè. Hay quá, còn ba. Ui. Đây. Ui còn hai, hay quá. Bolo bắn om sáng cả mắt tê tê tê. Bên trên 15-30. Ok, hay rồi, hay ok rồi. Hướng 30 á. Thấy rồi, hai hướng luôn. Hai người, vậy là hai người cùng tìm. Ok, chấp bo kìa. À, cặp mình đúc được, khó bắn. Tôi bắn bụng keo. Tôi bắn keo. Ok, bắn đi, tôi bụng keo. Không biết hình đi kia sơ hở gì không? Mà bo à. Quyết mà bo à. Đây, cùng cái này, không vẽ đúc đi, này, tôi đang gấu cho. Ok. Bố lên. Đây, tôi phá một keo rồi. Ui, đặt con keo kìa. Tôi phá rồi, đây, bắn đi, tôi phá một keo rồi. Ủa, chín một viên. Chết. Yes.
Hay quá, trời ơi, lên hiện thoại rồi. Hay quá, bẫy cực kỳ nguy hiểm luôn. Huyền thoại. Phối hợp phải như thế. Kana cho em xin điểm. 398 điểm. Cay quá trưởng. Yeah. 398 điểm. Epic vai. Huyền thoại.